Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Free TV. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại góc đường của Westminster và đường Beach để tường trình đến cho quý vị một buổi tập hợp đông đảo. Sau lưng Bích Phượng là một số người đang ủng hộ cho Tổng thống Trump. Xin mời quý vị theo dõi. Em ủng hộ Tổng thống Trump vì em thấy Tổng thống Trump làm việc có tâm, có thể làm cho đất nước Mỹ đi lên được. Make America great again, Donald Trump for more year. Tổng thống Trump muôn năm. Vì Tổng thống Trump làm rất là tốt, rất là good, làm được tất cả mọi việc mà theo như em nghĩ thì Tổng thống 4 năm vừa qua Tổng thống làm rất good. Những cái thứ mà đất Mỹ cần đó là Tổng thống đã làm được, nên em muốn support Tổng thống lên 4 năm tiếp tục. Em yêu Tổng thống Trump. Em muốn one four year. Em muốn vậy luôn. Em cũng muốn mà Tổng thống Trump ứng cử thêm 4 năm nữa. Dạ. Yeah. Tại vì Tổng thống Trump là làm những là các việc rất là tốt, em rất là thích. Dạ, yeah, có ích cho đất nước nha. Yeah. We love Trump one more year. Tôi thì tuyệt đối ủng hộ Tổng thống Donald Trump từ đầu biển. Khi tôi qua đây tôi đã ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Tuyệt đối không bao giờ ủng hộ cho dân chủ cả. Nói thẳng như vậy. Dứt khoát ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump hiện tại. Tôi rất yêu Tổng thống Donald Trump bởi vì một Tổng thống vĩ đại. Chúng ta nhìn thấy rằng là qua bao nhiêu chục năm qua, các đời Tổng thống Đảng Cộng Hòa cũng có, Đảng Dân Chủ cũng có. Cộng Hòa có ông Bush cha, ông Bush con. Dân Chủ có ông Obama và ông Bill Clinton. Tất cả những cái Tổng thống đó không ai dám đối đầu với Trung Cộng một cách thẳng thắn và cứng rắn như Tổng thống Trump. Ông Trump đã làm cái việc đó, ông đã nói và ông đã làm chứ không phải là ông chỉ nói không. Và chúng ta thấy rằng là Trung Cộng đang rất lúng túng và đang tìm đủ mọi cách để mà làm sao khuynh đảo cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này để giành cái phần thắng về những cái người nào mà họ nghĩ rằng thân thiện với Trung Cộng hơn. Thành thử ra chúng ta thấy rằng ông Trump đã là cái người mà Trung Cộng coi là cái gai trước mắt. Thì lý do tại sao? Vì ông là cái người chống Trung Cộng rất mạnh. Và vì vậy mà chúng ta, cộng đồng người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy rất đông người Việt Nam có mặt ở đây. Ta phải dành lá phiếu cho Tổng thống Trump. Chúng ta phải dành tất cả những lá phiếu cho Đảng Cộng Hòa nha quý vị. Chị, chương trình này là chị với Michelle Đỗ với là anh Thuần Phan là người đã create cái chương trình này. Tại vì tụi chị đã làm một lần rồi hồi năm ngoái. Thì năm nay tụi quyết định làm cái lần này. Nhưng mà rất là vui là tại vì thấy cái tinh thần của tất cả anh chị em và bà con cô bác rất là ủng hộ ông Donald Trump. Và mình muốn ông sẽ được đắc cử nhiệm kỳ 2 lần, một lần nữa. Hy vọng là sẽ được 4 năm nữa. Thời Obama họ đã không sửa đổi nhiều thứ và nước Mỹ đã bị xuống rất là nhiều và không còn là một cái nước gọi là mạnh cường mạnh nữa. Thì bây giờ Tổng thống Trump là cái người sẽ đem đến như vậy. Mà không những như vậy, đây là một tổng thống đầu tiên đem đến hòa bình cho thế giới. Mình không có thấy vấn đề Trung Đông, mình không có thấy vấn đề những cái vấn đề mà nó đã có nhiều chiến tranh trong 10 và một thập niên qua. Thì bây giờ Tổng thống Trump nếu mà ở lại, mình sẽ thấy là nước Mỹ không những mà mạnh hơn nữa mà sẽ được kính nể. Dạ thưa chị, thực sự những người tổng thống đó thường thường là hứa không có làm được. Nhưng mà Tổng thống Trump là làm được những gì mà ông đã hứa. Chưa có hoàn thành nhưng mà he's working on it. So I believe in next 4 years he's gonna make it happen. He's gonna make American great again as his promises. So I vote for him and I support him 100%, 100%. Four more years! Thật sự cái chương trình ngày hôm nay là của anh em đã kết hợp lại với nhau. Và mới đầu thì nói là cái số chỉ là 200 xe mà đồng hương gọi quá nhiều và con số bây giờ nó đã lên đã trên 250 chiếc. Thì tất cả các vùng parking này đã phát mỗi xe có register, có sticker thì được một cái lá, được cái nón ông Trump, một cái áo và một lá cờ. Có những người là bảo trợ mình. Thật sự ra thì các mỗi đồng hương mỗi xe đều bảo trợ chị. Chứ thật sự ra chị tưởng tượng đây là tiền thuê 10 cái escort của cảnh sát thành phố, 5 security, còn có ban trật tự nữa thì rất là nhiều. Thì thật sự cái này là mỗi bàn tay chứ không thể nói là ai làm được cái chuyện này đó chị. Tại vì tất cả đây là những người mà ủng hộ Trump hay là những người ủng hộ cảnh sát, thì
thì thấy đấy, ai cũng mặc cái cùng một cái loại áo này cả. Thùng rất là sung sướng, thấy được đồng bào tới đây hưởng rất rất là đông. Và Thùng cũng xin lỗi đồng bào nếu có gì mà sơ sót thì cũng tha thứ dùm cho. Tại vì làm những cái chuyện này nó rất là khó khăn, có người này người kia. Nhưng mà Thùng sẽ cố gắng làm cho đồng hương vui vẻ. Mình cố gắng làm sao để cho đồng hương đi rất là vui vẻ và có một cái nụ cười khi mình đi ủng hộ đồng thống Donald Trump và ủng hộ cảnh sát. How is your business? Business very good chị. Yeah, very good. Yeah. Phải là tại nhờ tổng thống Trump không? Cái chuyện đó là ai cũng biết chuyện đó đúng chính xác là nhờ tổng thống Trump. Dĩ nhiên về vấn đề kinh tế là rất là phát triển và cho mọi ngành nghề, nhất là nghề xây dựng, đúng. Việc phê là ok. Four more years for Trump and hope he doing well. Hope he getting better. Tại sao? Because we need him. We really need him. Hello, hope that we got four more years that he can fight the China and hope he recover and we want four more years. Vietnamese American. We're going to support Trump. We are Vietnamese American. We definitely going to support Trump four more years. Definitely. And we pray for him. Hello. Hôm nay mặc áo dài có lá cờ Mỹ rồi đi ủng hộ tổng thống Trump thì cái spirit ngày hôm nay như thế nào, cái tinh thần của mấy chị? Dạ em ủng hộ Trump tại vì em thấy là tổng thống Trump đã làm rất là nhiều việc cho nước Mỹ và em muốn là tổng thống Trump sẽ đắc cử 4 năm nữa. Đến đây ủng hộ tổng thống Trump, ngài là một người vĩ đại, ngài đã làm được rất nhiều cho đất nước Mỹ và dân Mỹ. Và mình ủng hộ Tổng thống Trump và cầu nguyện cho ngài và ngài đệ nhất phu nhân được mau hết bệnh để run country for more year. Hôm nay đến đây để support Tổng thống Donald Trump. Tất cả người Việt quốc gia của chúng ta luôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump và mong muốn ông được 4 năm nữa và nhiều năm sau nữa của Đảng Cộng Hòa. Và đây là anh Hưng. Anh Hưng là phi công phải không anh? Vâng, đúng vậy ạ. Yeah. Có cái chương trình sắp tới gì bay trên không trung rất là hấp dẫn. Vâng. Vâng, tôi sẽ đảm đương lo cái vụ mà bay về biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Trump vào kỳ 2. Một cái banner lớn 20 feet chiều cao và 70 feet chiều dài bay vào thứ Bảy, mỗi thứ Bảy trong tháng này từ 4 giờ rưỡi chiều cho 5 rưỡi giờ chiều để ủng hộ Tổng thống Trump. Thì đây là một cái hình ảnh biểu dương cái sức mạnh của người Việt cộng đồng ở đây với tất cả những cộng đồng khác. Mặc dù chúng ta là một tiểu số nhỏ nhưng mà tiếng nói của Việt Nam mình rất là mạnh, mà không những mình ở dưới đất mà còn trên trời nữa. Tôi bay cũng được gần hơn 40 mấy năm rồi. Mà anh bay cho Việt Nam rồi Mỹ nữa anh? Vâng, ngày xưa tôi là một thiếu úy A-37 bay ở Việt Nam. Sau khi qua đây rồi tôi trở lại gia nhập của Hải quân Hoa Kỳ, tôi bay trên để thất hạm đội 16 năm. Rồi sau đó tôi bay dân sự cho những corporate yếu nhân khắp thế giới. Thì hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều loại xe khác nhau chạy theo phái đoàn để mà ủng hộ Tổng thống Trump. Đứng trước chúng tôi là chiếc xe Lamborghini phải không? Có phải đây là chủ nhân không? Đúng. Dạ. Chào Phượng, lâu quá mà hai chị em mới gặp nhau. Vâng, cảm ơn Việt Phi, Kiều Diễm, Hoa Hậu Kiều Diễm. We support Donald Trump rất nhiều và mình cũng dùng đài của mình nói rất nhiều là mình thấy là we support police, we want freedom nè. That's why mình muốn make in USA. Mình muốn công việc của Mỹ càng ngày càng mạnh hơn. Thì chúng ta cũng đã biết là ủng hộ Tổng thống Trump có nghĩa là chúng ta ủng hộ nước Mỹ. Lại nói là không có Mỹ thì không có xe này làm sao? Cùng Mỹ không có xe này, đúng không? Mỹ còn đang ủng hộ Tổng thống. Bích Phượng dễ thương, cũng như đài Vietface TV, thì đối với Hải Lê Kiều Diễm không có chính trị, thì tụi em chỉ ủng hộ những cái gì mà làm ra được việc lẽ phải là công lý để đem cái một cái sự thịnh vượng cho cái nước Mỹ cường quốc trở lại và những cái nước lân cận mình cũng được hưởng cá. Đặc biệt là nói người Việt Nam của mình ở nước ngoài, ở Việt Nam, ở cha xa mẹ đẻ của mình vẫn sẽ được cái sự bảo vệ với cái sự cường quốc mạnh mẽ của Tổng thống. Cho một ví dụ cụ thể đi, Tổng thống Trump làm được những gì cho người Việt Nam mình? Ví dụ như theo Hải Lê thấy rất rõ ràng là cái mà Hải phục nhất là ông không chấp nhận giết người, đó là phá thai mà kiểu như là 9 tháng 10 ngày sắp sanh. Điểm thứ hai, ví dụ như là cái mùa đại dịch này nè, nếu mà ông không có cái ý kiến để trao đấu tranh thì người mình không có được 1.200 là cho những người kia 2.1 hoặc là nhiều tiền hơn nữa, có những người thất nghiệp nhiều tiền hơn nữa. Thì đó là những cái việc mình thấy quyền lợi cho nước Mỹ. Ông là người đấu tranh
để đưa cái ý kiến đó ra. Mình thấy luôn, ông đem biết bao nhiêu công việc về lại cho nước Mỹ. Thì em biết chắc chắn rằng nước mạnh nó sẽ bảo vệ những cái nước mà đang bị đàn áp. Okay. Yeah. Thank you guys, have fun. Cảm ơn Vượng, cảm ơn quý vị. Thank you sir. Quý vị đang theo dõi một vài hình ảnh mà Bích Phương ghi nhận tại ngay ở góc đường Westminster và đường Beach. Những đoàn xe đang chuyển bánh để mà đi vòng vòng khắp thành phố ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump đắc cử thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa. Bích Phương tường trình từ thành phố Westminster. We'll be right back.